chào mừng các bạn đến với kênh The Viết Lịch Apply. Có một bạn comment dưới này: chị ơi, chị hướng dẫn cách đổi màu khi móc len đi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu khi móc len, cũng như là đổi màu sao cho thẩm mỹ nha. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi màu bằng mũi đơn trước nè. Mũi đơn thì các bạn biết móc rồi đúng không? Mình chỉ cần đưa kim qua chân, lấy len lên, sau đó mình sẽ lấy cái vòng len kéo qua hai vòng len trên kim. Nhưng mà khúc này mình sẽ đổi màu thì mình sẽ thả sợi len màu xanh xuống, mình sẽ đưa sợi len màu mà mình cần đổi. Lúc này mình mới kéo qua hai vòng len trên kim là mình đã đổi màu cho chân tiếp theo rồi nè các bạn. Đến chân tiếp theo thì các bạn cứ móc như bình thường ha. Rồi đến chân cuối, bây giờ mình muốn đổi màu cho chân tiếp theo thì mình lại tiếp tục thả màu len xuống, lấy màu len khác mình kéo qua nè, mình kéo qua hai vòng len cuối cùng trên kim nha. Rồi vậy là mình đã đổi màu thành công cho chân tiếp theo. Chân tiếp theo mình lại móc như bình thường nè các bạn, cũng đơn giản mà đúng không nè. Còn đổi màu cho kép đơn thì rất là đơn giản luôn, mình vòng một vòng len trên kim, đưa qua chân lấy len. Mới nãy mình nói các bạn á, là khi nào mình còn hai vòng len trên kim thì mình mới đổi màu. Mà ở đây có 3 vòng len nè, thì mình sẽ kéo qua hai vòng len đầu tiên. Rồi bây giờ mình còn hai vòng len đúng không? Thì bây giờ mình mới bắt đầu đổi màu nè. Mình thả sợi len xuống, lấy sợi len màu khác, kéo qua hai vòng len trên kim. Vậy là mình đã đổi màu thành công. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng móc mũi kép đơn như bình thường nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đổi màu tiếp cho chân tiếp theo nha. Mình lấy len lên nè, mình cũng kéo qua hai vòng len đầu tiên thôi. Khi nào trên kim còn hai vòng len cuối thì mình bắt đầu đổi màu. Và các bạn có thể áp dụng cho mũi kép đơn, nửa kép, kép đôi hoặc là kép ba đều được nhé. Cái thứ hai cũng khá là đơn giản luôn. Bây giờ mình đang móc cho các bạn mũi đơn nè. Tới đây mình thả len xuống đúng không? Không, mình vẫn móc cho xong một cái mũi đơn bình thường ha. Sau đó mình kéo len lên. Rồi các bạn thấy ở đây là mình sẽ có hai cái vòng len ở phía trước. Mình sẽ đưa kim qua hai vòng len đó. Sau đó mình mới bắt đầu đổi len ở khúc này. Mình lấy len màu khác qua. Rồi đến chân tiếp theo mình móc như bình thường nha các bạn. Mình đưa kim qua chân nè, lấy len lên, rồi lấy len kéo qua hai vòng len, móc một mũi đơn như bình thường. Chân tiếp theo cũng tương tự thôi. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái sợi len màu xanh về cho các bạn xem. Rồi đối với kép đơn thì sao? Kép đơn thì cũng tương tự như vậy thôi đó các bạn. Mình vòng một len trên kim, đưa kim vào chân, lấy len. Rồi mình móc hết một mũi kép đơn như bình thường nha. Sau đó mình sẽ kéo thẳng len lên, cũng tương tự hai vòng len ở phía trước, mình sẽ đưa kim qua hai vòng len này. Sau đó mình đổi màu. Đến chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn như bình thường nè. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái len mà mình chừa mới nãy về. Vậy là mình đã đổi màu thành công, đơn giản mà đúng không? Bây giờ mình lặp lại nhé. Mình móc một mũi kép đơn như bình thường, kéo len lên, đưa kim qua hai vòng len là cái chân á, nằm ở phía trước. Sau đó mình đổi màu, móc như bình thường trước nè. Rồi bây giờ mình rút len về. Vậy là mình đã đổi màu thành công rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách đổi màu len khi móc. Cách đổi này thì mình có thể dùng trong họa tiết Obisso đó các bạn, vì mình phải đổi màu liên tục luôn. Còn đối với sản phẩm mà mình đổi màu trong các hàng tiếp theo luôn á, chứ không phải là đổi màu trong một hàng, thì mình có thể áp dụng cái cách đổi màu thẩm mỹ nha. Bởi vì nếu mà sử dụng cách thường á thì sẽ lộ ra cái chân móc như thế này, nó không đẹp. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu sao cho thẩm mỹ nha. Mình lấy ví dụ ở đây của mình là đang là hàng xanh, đến hàng tiếp theo mình muốn đổi màu qua hàng màu cam, thì tại hàng xanh này mình bắt đầu phải đổi màu trước nha các bạn. Mình sẽ đổi màu trước một hàng nha. Bây giờ mình đưa kim qua chân, lấy len lên. Tương tự như cách đổi màu đầu tiên, mình sẽ thả len xuống, lấy len mới, kéo qua hai vòng len đầu tiên. Nhưng mà đến chân tiếp theo trở đi mình sẽ khác nè. Bây giờ mình thả cái len màu cam xuống, tiếp tục lại lấy len màu xanh lên, đưa kim qua chân, lấy len màu xanh qua. Rồi bây giờ mình thả len màu xanh xuống, lấy len màu cam, kéo qua hai vòng len trên kim. Đó là mình sẽ vẫn giữ nguyên cái chân ở dưới là màu xanh, nhưng mà cái vòng len ở trên lại là màu cam nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục lấy len màu xanh lên, nhưng mà vòng len ở trên thì mình lại lấy len màu cam kéo qua. Đó, các bạn thấy rõ không? Ở dưới vẫn là màu xanh nè, nhưng mà ở trên lại là màu cam.
Rồi đến các chân tiếp theo thì các bạn lặp lại tương tự cho mình nhé. Đến hàng tiếp theo thì mình sử dụng toàn bộ là màu cam cho các chân nha các bạn. Mình đưa kim qua chân nè, lấy len lên, móc một mũi đơn như bình thường thôi. Và cách đổi màu thẩm mỹ này á, thực chất là chỉ dùng được cho mũi đơn, dành cho những sản phẩm mà mình móc thú, đầu mochi này kia đó các bạn. Rồi, đến cuối hàng thì mình kết hàng như bình thường nè. Rồi, các bạn có thấy được sự khác biệt không? Đây là mình móc như kiểu bình thường, sẽ lộ ra cái chân màu xanh ngay cái chỗ mà chân màu cam nè, kiểu như là họa tiết bị bắt chéo á. Còn đây là không hề lộ ra chân gì hết các bạn ha, nó phân biệt ra hoàn toàn luôn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn ba cách đổi màu, hai cách đổi màu bình thường và một cách đổi màu thẩm mỹ. Các bạn thấy cách nào hay hoặc là dễ móc phù hợp với các bạn thì các bạn cứ áp dụng nha. Mình chúc các bạn thành công và các bạn đừng quên là cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.